À, nhìn miếng thịt nó ngon nhỉ. Lợn bản đấy không? Lợn bản đấy. Lợn bản. Vâng. Phát cần sợ muốn chụp vào cửa phát này. Ngồi không kịp thấy đâu. Thầy ăn thử. Thì à? Vâng. Mình lại thử. Mình lại để thử. Đây mình thử món nộm thứ ba xem nào. Đây là món nộm lá chát nhá mọi người nhé. Này mình có thịt. Rồi rồi. Vừa rồi. Tiếp tục làm cái này nhá. Không món. Ôi nhà món như thế này nhỉ. Nhiều món quá. Món thứ tư, à món thứ ba, món nộm thứ ba này. Một món nữa. Cái này chỉ gói bê ra nhanh. À đây, quả núc nát, vâng. Quả này quả núc nát. Tiếng Thái cũng gọi là thế đúng không chị? Cũng gọi núc nát à? Đi lính cà. Đi lính cà. À vâng. Cái này tiếng Kinh người gọi quả núc nát nhỉ? Vâng, ăn miếng cà. Ai, Tú Anh, chị ơi, phải nướng thì mới bóc được vỏ đúng không? Đúng rồi. Vâng. Nướng rồi. Chín rồi. Nướng chín rồi nhỉ? Vâng, phải nướng. Không bóc cũng được mà, không sao đâu. Thế à? Nhưng em thấy họ làm nộm thì họ thường họ lột vỏ mà, họ bóc vỏ ấy. Kiểu không làm chín. À, vâng. Kiểu không nướng chín. Vâng. Tức là à, cái này bây giờ mình nướng xong mình phải bọc một cái giấy báo cho nó nóng đúng không chị? Ừ. Vâng. Nướng chín thì không cần bóc cái này đâu. Vâng. Còn nước nát. Còn này trước em thấy nhiều lắm nhưng bây giờ cảm thấy nó không đợt nhỏ cơ, đợt hồi trước cơ. Ừ. Tức là cây mình thấy hay gặp cây nó ấy. Ừ. Nhưng bây giờ thì thấy hình như là ít ý. Như kiểu họ phá đi hay là như thế nào đấy, cảm thấy cây nó không nhiều như trước. Không nhiều như trước nữa. Chung Kiên này, lấy cho mẹ đi. Kiên lấy cho mẹ cái gì? Cái này đây. Mẹ nhờ, à giấy. Giấy. Giấy để lau, làm sạch. Cầm ơi! Ăn 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 chút phạc mẹ mẹ mày. Mẹ chụp tập bà. Để đu chụp phát lên mẹ chụp bà mày. Có biết nghe không? Em nghe được nhưng em không dịch được. Chỉ hiểu hơi hiểu tí thôi. Mẹ mày. Cái này xong chưa mẹ? Xong rồi. Cho ta đĩa thôi. Hai chén nước chấm. Kia này cầm vào đi. À rồi đang bế cháu à. Thôi được rồi. À giờ sẽ thái ra. Thái mỏng ra thì nộm. Quả này nó còn nấu được món gì nữa chị nhỉ? Quả núc nát này. Ngoài là món nộm thì mình còn làm còn món gì nữa không? Cái này cá nướng. Cá nướng à? Nộm cá nướng. Nộm cá nướng à? Em là nước măng chua. À vâng. Tức là mình sẽ trộn cùng với cái thịt con cá. Thịt con cá gỡ ra đúng không? Chưa ăn. Nghe rồi nhưng chưa ăn bao giờ đấy. Chưa ăn lần nào. Mọi người chỉ nộm thế thôi. Vâng. Cho cá vào thôi. Tức là nộm không à? Nộm không thôi. À nộm không. Vâng. Cho cá vào thôi đúng không? Chính xác. Vâng. Ok. Được. Mình tí nữa là mình cũng dùng nước măng chua ấy. Vâng. Trộn với cá à?
cá nướng, cái thịt của cá nướng này. Gia vị này có thêm rau thơm gì không chị? Đầy đủ hết. À đầy đủ hết à? Vâng. À, lấy cá, bây giờ mình sẽ lấy con cá này, sau gỡ thịt cá ra trộn cùng cái này. Đây. Đây. Vâng. Bây giờ là mình sẽ gỡ cá ra này, gỡ hết xương ra, sau là lấy một cái thịt trộn cùng đúng không chị? Vâng. Nhiều lắm, tí nữa thầy. Cái gì? Tè ra cậu à? Em bé tè ra cậu à? Tè ra cậu kia nào. Cậu kia bị tè ra. Con này là Du Phi chứ chị nhỉ? Con Du Phi. Cô thị mà hôm nay làm hàng thì không đi bán được nhỉ? Không đi bán đồ cái thứ được nhỉ? Hôm nay ở nhà nấu cơm thì... Nấu cơm ăn được. Đấy. Nên nhà nấu cơm mình không đi ấy được rồi. Vâng. Ông mai là chị đưa cầm ra đi mẹ đây. Con vâng. Chắc là chỗ cắt cua thì đường trơn nhỉ? Chỗ nào chị? Cắt cua. À, cái chỗ cắt cua kia gì? Nếu không mưa thì không sao đâu. Thế hôm nay không mưa rồi. Hôm nay không mưa mà. Thế sáng mai thì bình thường. Vâng, nếu mà sáng mai tháng mai đi được. Nếu mà tối nay mà không mưa thì. Không thấy mưa rồi. Thì trời sáng rồi. Thì đi được. Mà nếu mưa thì mình cũng mình đi muộn thôi. Ví dụ gần trưa mình đi ấy. Trời nó nắng lên một tí mình đi cũng được. Bây giờ đi ra ngoài đấy cái đường đoạn đấy là xấu nhất ấy. Đoạn đấy là khó đi nhất ấy. Xấu nhất cái đoạn đường này. Em cũng sắp chuyển ra rồi. Em chưa chị. Nhiều tiền lắm. Bây giờ xin về bao nhiêu tiền ấy? Mấy, chị bảo bây giờ mấy trăm triệu lấy đâu ra. Thế à? Vâng. Về cấp nội mới đây. Gần 200 triệu thì lấy đâu ra tiền. Bao nhiêu tiền chứ? Có chậm đâu biết á. Là có chậm à. Mình chỉ cần băm qua, không cần băm nhỏ đâu chị. Vâng. Cứ mà tẩm hay mẹ? Mẹ đón nước măng chua. Ở trong nhà nhiều. Mà nước măng chua. Cầm mũ. Chị Cầm đi đâu rồi? Cầm ơi. Để nước măng chua em ơi, cho mẹ này. Quăng bỏ đấy, tắc mẹ. Đồ tao khẩn đây. Ừ, còn không? Vâng, em lấy quả chanh không được. Lấy quả chanh à? Thế thì à? Thế để em lấy quả chanh nhé. Măng chua không con nhưng mà. Dạ. Mình cho nước măng chua à? Hả? Bảo con này đi kiếm măng đâu? Bán cái gì đấy? Ngô. Ngô à? Thì ăn cơm rồi. Chín chưa? À ngô chưa luộc đâu gì? Chưa luộc đâu. Thế à? Bạn thấy không bị mua? Không. Về còn phải luộc nữa chưa? Chưa. Luộc sẵn thì được. Về nó phải luộc thì lâu lắm. Không có bếp để luộc ấy. Luộc sẵn thì đắt hơn đúng không? Ừ. Vâng. Con tỏi mày. Còn thiếu gì nhỉ? Tỏi à? Tỏi ớt. À, tỏi ớt. Vâng. Ôi giời. À, món này được rồi đúng không? Được rồi mày.
thì sao đấy? Đó đi sao? Đó đi sao kia? Cháu đó đi rồi. Bà to nhỉ? Toàn củ to. Đấy, chị đập cái này tí nó bóc vứt một phát là ra hết cái vỏ luôn nhỉ. Chắc thì em ngồi ngày chị bóc đi. Đúng rồi. Như cườm đây bóc đây. Đây, tôi ngồi bóc đây. Làm gì ngồi, không bao giờ thì nên kiểu đấy nó lâu hơn nhỉ, lâu hơn so với kiểu này đúng không? Em thấy chị, em thấy chị làm kiểu này nhanh thật. Đập nát ra bóc vỏ phát rồi xong. Rồi, bây giờ còn thiếu gì không nhỉ? Đủ rồi. Đủ rồi, vâng. Bây giờ sẽ trộn ạ. Ớt nữa sao ấy? Thiếu ớt sao? Chưa có ớt. Nhưng mà trong cá rồi, vẫn trong một tí nữa. Vâng. Thêm tí ớt. Cuối cùng là mình sẽ cho nước măng chua đúng không? Cho rồi. À, cho rồi à? Vâng. Bây giờ sẽ đảo cho nó ngấm. Ngấm nước măng chua. Thêm tí ớt. Ớt bé tí đấy à? Ớt này, ớt này bọn em gọi ớt, ớt, ớt chỉ thiên. Rất là nhỏ nhưng mà cay. Quả bé nhưng cay lắm. Ớt chỉ thiên. Đây là công đoạn cuối là trộn. Giòn nhỉ, nhai cái vẻ giòn nhỉ. Ngàn ăn hẳn. Vâng, vâng. Thử miếng xem nào. Bây giờ xong rồi đấy. Xong rồi à, xong rồi tất cả rồi đúng không ạ? Không, tất cả là băm thịt gà thôi. À, thịt gà, đây, mình sẽ thử miếng xem nào. Nghe chừng ngon đấy. Mắp đi, nhớ cái mềm mềm, ấm mềm nhớ bắt đó. Ngon nào, ngon. Ngon không? Có. Nếu mấy cánh mươn nào rõ là còn một canh nữa. Canh à? Ôi, lại canh nhiều thế. Con gà này bị mất một cái đùi rồi. Vừa mất đùi à? Vừa nấu bùa trong lợn. Con gà này khuyết đùi mọi người nhá. Con này nó chỉ có một đùi thôi. Con này nó bị khuyết tật, nó chỉ có một đùi thôi. Anh biết nhớ mắt à? Cái lúc nãy nó hơi đắng một tí nhỉ? Đắng chứ? Hơi đắng nhỉ? Đắng đây em ạ. Đấy, hơi đắng này. Cái này đắng đi. Nên cái này, mà mọi người thích ăn. Vâng. Cái này, cái món này nó có cả ba vị này, vị đắng này, vị cay này. Hai vị. Uống rượu vị hơn. Đắng vị cay. Vâng. Đắng uống rượu. Uống rượu thì ngon. Không biết nhớ mà mẹ cơm ấy. Ôi chú Phi, chú Phi để mình xoay hơi em mới cả ăn đi. Món canh à? Yến thảo đây nhỉ. Hôm qua dậy cả ngày. Bây giờ hai đứa này giờ nó có nói được tiếng Thái không? Đây. Chị có biết câu nào không? Cẩm ơi, hỏi thật em nhé, hai đứa nhà em nó còn có nói không, được không có. Nó có nói được tiếng Thái. Qua dạy cả ngày đây. Em tức là mẹ đấy, không bao giờ cho nó gì? Tiếng mẹ không bao giờ nói đúng tiếng Thái gì. Đưa mẫu ra mình đứa thật này đi. Cái đứa già rồi. Ông ơi, ông mà im. Đấy, bà mà đang dạy cả ngày cũng được một từ ấy. Con dạy cả ngày đấy. Một từ. Mà đang bị thế mẹ. Ừ. Cơ bản là sống toàn cơ bản toàn nói mẹ không biết chết miệng như này chắc là biết tiếng bố của nó. Ừ. Thấy à? Đang biết ôm mẹ mẹ. Ừ. Mà tiếng Thái chả nói ra rồi. Mình không nói gì à? Cơ bản là mình em qua dài cả ngày. Ừ. Em thẩu. Con bảo em thẩu đi con. À đấy, nói được từ em mẹ. Em mẹ. Chắc là bố con gọi đấy. Biển biên.
có mày mi đây có điện thoại mày mi ra đây mắt pi đâu nà đây chết nà ra hơi bé tí bố gọi à? Không phải. À thế à? Đi làm bên nhà em. Chắc làm bên công ty bên đấy đúng không? Ui con gà này gà bản này quá ngon này. Có hai cái hào hòn ấy của nó này. Ngọc. Ngọc kê rất là ngon. Gà bản cân 120 mà. Có chỗ nhà em gái đi. Trăm hai, ui thế à chị? Mua được ngon nhỉ? Thế á? Em gái chị? Em gái. Thế à? Ồ, biết còn không nhỉ? Có khi là... Vẫn còn. Nào, em gọi cho chị bắt hộ em con mang về Điện Biên. Em ấy. Vâng. Mang về... Gà bản này ăn ngon. Gà bản ấy, kiếm con gà trống ấy. Vâng. Con gà trống. Qua đúng con ấy. Thế à? Qua đúng vừa điền, em vừa điền thì chưa kịp làm cái này thôi. À thế gì? Vâng. Không nếu mà làm hôm qua thì có khi hôm qua lại nhiều quá kìa, nhiều món quá ấy. Mèo. 120 là vừa, 120 là mua được vừa. Quan trọng là gà nó ngon. Chú khác thì 130 rồi. Thì chú này chú em gái. Vâng. Châu em gái. Vâng. Nhìn con gà ngon thế này em, con gà trống này. Nhìn nó ngon thế này em. Vừa em dạy chỗ nào này mà dạ. Dạy chỗ nào đó vừa em này. Ông vậy em chuyển về Điện Biên rồi. Chứ mà dạy ở đâu? À trước cùng trường ạ. Chuyển ra ngồi chỗ nào ngồi chỗ nào? À chuyển ra Nông Hẹt, trường Nông Hẹt. Ô. Dạ. Trong Nông Hẹt. Cùng chị, cùng xã chị nhỉ. Ô thế à, cùng xã à? Nông Hẹt ở chỗ khu bản nào? Bản cái trường cấp 2 đến cái bản biết về bản bông sao nhỉ, bản bông à? Vâng, bản bông xá Nông Hẹt rồi. Đúng rồi, bản bông đấy chị, ở bản Nông Hẹt đấy. Thế bản Nông Hẹt xá Nông Hẹt đội 18 đấy. À thế à? Ôi giời ơi, thế à? Em chuyển ra đấy từ năm 2016, tháng 10 2016 ra đấy. Thì ngoài bờn xuống dưới thì bờn sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Chặt sắp xong rồi. Không sao. Rồi, hết rồi, xong rồi. Còn đấy. Cái này đấy. Ô, vẫn còn à? Hết rồi chứ. Không. Em thấy còn cái cổ hay sao ấy. Cổ đấy. Có giấy mèn của bà nữa. Ừ, thì còn có một giấy mèn xào măng chua nữa. Hôm nay bà còn làm nhiều quá. Bao nhiêu món ăn. Hôm nay bà chiêu đãi ba mẹ con. Bây giờ á? Mấy giờ rồi em? Cơm ông ấy. Mấy giờ? Hai món này cầm điên đi con. Bây giờ thì làm món này. Bây giờ là món này giấy mèn, giấy mèn xào măng chua. Cái này mang vào nhà đi. Ừ, cái này để vào nhà tí. Tí nữa cho ra đĩa. Em có cái gì đó? Còn lá chanh ở trên đó. Còn lá chanh à chị? Vâng. Vâng, đây các món ăn trong ngày hôm nay, bữa cơm tối nay đây mọi người này. Đây là nộm này. Ở đây là 3 4 món nộm nhé. Nộm măng này, măng chua này. Đây là nộm lá chát này. Đây là nộm bì này, da trâu này. Cá nướng nữa à? Đây canh bon này mọi người ơi. Còn đây là món đây là nộm là lúc lát, à nộm quả, quả lúc lát này. Ô cháu ăn không? Huy ăn đi, Huy ăn cái gì? Còn đây là thịt gà, gà bản mọi người nhé. Rất là ngon này. Con rửa tay đi. Con rửa tay đi. Con rửa chưa? Con rửa sáng rồi á. Rửa từ buổi sáng á. Ôi dồi, thế bây giờ buổi mấy rồi? Bây giờ buổi mấy Huy nhỉ? Bây giờ buổi mấy rồi? Buổi tối cơ mà. Con từ buổi sáng. Đây là món nộm. Cẩm ăn món này bao giờ chưa? Ở đợt trước chắc ăn rồi nhỉ? Trước mẹ làm nó rồi đúng không? Thế từ khi xuống dưới kia con được ăn món này không? Không. Không không? Hầu như là chưa ăn được ăn món nào. Có mỗi cái món... Không phải.
món canh bon. À, canh bon này, canh bon mình tự nấu đúng không? Ở dưới đây cũng có bon. Ừ. Cái bon bon giống như ở đây không em? Lâu đi, nó cũng giống. Ừ. Giống mà. Ừ. Bon ngọt nó giống nhau chứ. Ừ. Lúc lắc cũng có nhưng mà không biết làm. Ừ, mình không biết làm thôi nhỉ. Yeah. Một cái hai đĩa thôi, cho ra hai đĩa đi em ạ. Hai đĩa tí mình kéo dài vào. Ngon nhỉ, mẹ làm được nhiều món nhỉ. Toàn món ngon. Thế rồi. Mà xinh ba nữa à? Cái này mình cho thêm lạc. Lạc á? Thế à? Thêm tí lạc nữa đi. Rắc, rắc lên hay là trộn cùng? Trộn cùng nghĩ là rắc lên. Ừ. Em nghĩ thế không biết nó phải không? Ừ. Cái này mẹ biết, bí quyết thì mẹ. Dế mẹn. Đây là món mẹn. Dế mẹn xèo xào xào băng chua nhỉ? Vâng. Củ xả, lá chanh. Này. Xả này, lá chanh à? Ớt cây. À, ớt này. Vâng. Xả, lá chanh, ớt. Và một cái nữa là không thể thiếu được là nước măng chua thôi. Em thấy họ xào cùng với măng chua ấy chị. Mà bây giờ mình xào nước măng chua cũng được cái gì? Măng chua không ngon em, ớt ngon luôn. À thế à? Ớt ngon luôn. Vâng. Cảm thấy ớt ngon luôn. À thế à? Tức là phải xào với nước. Vậy mẹ chưa thôi. Nước măng chua. Thằng phân ngầu mất to đi ấy mẹ chưa đi. Bây kia nó đán đi. Lá chanh à? Chanh em nhìn thấy đâu đâu nhỉ? Có chứ. Vâng. Ăn cái tiết nhỉ? Còn một số nữa. Đồng đốt à? Ừ. Cái này không kịp xem cái cháy thôi. À thế à? Vâng. Đây là món cá nướng gập này. Cái này gọi tiếng Thái mình gọi là pa pình tộp đúng không chị? Pa pình tộp nhỉ? Cái này ngon nhất là làm cá chép hả chị? Cá chép mà làm ngon nhất à? Cá chép không ngon đâu. Cá rô phi à? Cá rô phi làm mà ngon nhất đi. Vâng. Ui con kia vàng ngon thế. Đấy, con kia phải chín tới kìa. Cái này thì nguyên liệu nó ướp thì cũng đơn giản thôi nhỉ. Ớt này. Mắc khén này nhỉ. Ớt mắc khén. Vâng. Tỏi. Em phải thử một tí mới ra nhanh lắm. Thế à? Nó khác như thế này đằng sau em đây. Vâng. Em chỉ nhìn thấy mọi người đây. Vâng. Dính hết. Vâng. Kể cả nóng kiểu gì thì nóng cứ thổi một tí này ra. À thế à? Thổi một tí. À vâng. Ba lần. À thế à? Ba lần. Thế là ra hết. Ra hết. Vâng. Không dính tí nào. Vâng. Không bao giờ dính. Hay nhỉ. Em xem cái chỗ đúng chỉ làm đi không bao giờ. Vâng. Đấy cũng là một cái cách đấy nhỉ. Cách để gỡ cá ra đấy. Vâng. Món này rất là dễ làm, rất là phổ thông, rất là ngon. Pa pình tộp. Còn một canh nữa con ơi. Còn món canh canh bon nhỉ? Còn món canh bon. Canh canh bon có rồi. Canh rau bí à? Rau bí ơi. Vâng. Canh rau bí. Cái này. Đây cho con đi. Cái này để mai thôi, để mai nướng lại đây. Em thấy dính không? Dạ, không dính một tí nào này. Không cần boa cái gì đó nhé. Vâng. Em chỉ thổi 3 lần. Thổi 3 lần à? Nếu không được thì thổi 6 lần. À thế à? Nhé. Đơn giản nhỉ? Đấy là một cách thật rất là đơn giản. Vâng. Ôi, meo kia. Thế xem con mèo đi. Sao con mèo?